Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp người cho Pilato. Pilato hỏi người: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: Ông nói đúng. Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều. Pilato hỏi người rằng: Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Pilato ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bây giờ trong khám có tên Baraba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết nhiều người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Pilato xin ân xá theo quan quen làm. Vậy Pilato hỏi: Các ngươi muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không? Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các thượng tế nộp người, nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Pilato bảo dân chúng rằng: Các ngươi muốn ta làm gì vua dân Do Thái? Nhưng chúng lại kêu lên: Đóng đinh nó đi. Pilato đáp lại: Người này đã làm gì nên tội? Song chúng càng la to hơn: Đóng đinh nó đi. Sau cùng Pilato muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và treo Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người. Đoạn chào người rằng: Tâu vua dân Do Thái. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối chiều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cho người và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alessandro và Rofo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mọc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá và có bản án ghi rằng: Vua dân Do Thái. Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói: Kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong 3 ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau: Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ Đấng Kitô vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta thấy mà tin nào. Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ 6 tới giờ thứ 9, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ 9, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi lama sabachthani, nghĩa là: lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: Kìa, nó gọi Elia. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng bông biển đầy giấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho người uống mà rằng: Hãy đợi xem Elia có đem nó xuống không.
Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và chút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như thế, liền nói rằng: đúng, người này là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, khen Chúa. Kính thưa anh chị em, có ba thuộc từ mà trong cái lễ Chúa Nhật lễ lá này chúng ta sẽ nghe thấy văng vẳng ở trong tai của chúng ta. Thuộc từ thứ nhất đó là khi Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, dân chúng nói thế này: hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô trên các tầng trời. Một thuộc từ chúc tụng vinh quang của một sự khải hoàn của Chúa Giêsu như một vị vua chiến thắng bước vào thủ đô Jerusalem. Đây là một thuộc từ nói lên sự vinh quang cao cả của một ông vua chiến thắng mà người Do Thái vạn tuế. Thuộc từ thứ hai chúng ta nghe trong bài thư khó vừa rồi. Lúc bấy giờ người Do Thái mượn tay Phi-la-tô để giết Chúa Giê-xu. Chúng ta nhớ là vào thời của Chúa Giê-xu, người ta tử hình người ta tử hình bằng hai cách. Nếu ở trong nhà đạo, tức là trong xã hội Do Thái, vì chúng ta nhớ xã hội Do Thái là xã hội thời Chúa Giê-xu đang bị xâm lăng bởi người Roma. Người Roma đô hộ đất nước Do Thái, tựa giống như là đất nước Việt Nam của chúng ta 1000 năm bị Tàu đô hộ đó. Thì Roma đô hộ người Do Thái. Thì ở trong xã hội Do Thái Roma thời đó, thời Chúa Giêsu, thì có hai cách giết người. Trong xã hội của Do Thái với nhau thì tử hình một ai đó bằng cách ném đá người đó cho chết. Đó là cái cách chúng ta nhớ ông thánh Stefano bị ném đá chết là trường hợp vậy này. Hay là chúng ta nhớ cái trường hợp mà người đàn bà phạm tội ngoại tình, người ta nói với Chúa bà này phạm tội ngoại tình mà theo luật thì bị ném đá chết. Chúa mới nói là ai không tội ném đá trước đi. Thì họ im, họ rút đu lui hết. Thì cách này là cách của xã hội. Nhưng nếu không tìm ra cách mà lỗi của cái người đó để ném đá chết mà muốn thủ tiêu ai, thì người ta phải mượn tay chính trị. Thì cuộc thương khó của Chúa Giêsu là những thế lực xã hội Do Thái đã vấy tay mượn tay của quân ngoại bang là Phi-la-tô để mượn tay Phi-la-tô là ngoại xâm giết Chúa Giê-xu. Mà bây giờ làm sao để lấy cái cớ mà ngoại xâm mới giết được? Thế thì mới tố cáo với lại Phi-la-tô rằng cái tên này nó bảo nó là vua nữa, mà bây giờ mình đang chiếm nước của nó, bây giờ nó là vua thì nó sẽ khởi nghĩa, nó lật đổ cái chế độ của gọi là đế quốc Roma liền. Chính vì thế chúng ta nghe một cái thuộc từ thứ hai trong bài tin mừng hôm nay. Phi-la-tô mới hỏi Chúa Giê-xu: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu nói: ông nói đúng. Nhưng đây là cái cách nhìn chính trị. Mà nếu Chúa Giê-xu nói nếu tôi là vua của người Do Thái theo kiểu mà vua chính trị đó, tôi xin lỗi ông đó, thì là người của tôi, lính của tôi đã chiến đấu, không phải để cho tôi bị bắt như thế này đâu. Anh chị em trong bài tin mừng hôm nay, rồi khi mà Chúa Giêsu nói tôi là vua, thì bắt đầu người Do Thái mượn tay của người Do Roma đó, nhao nhao lên chống đối. Thế thì ông Phi-la-tô nói: này ông không nghe họ nói sao? Chúa Giêsu làm thinh, không đối chất với những kẻ độc ác làm gì. Nhưng anh chị em, đây là cái thủ đoạn của những cái kẻ mà muốn giết Chúa.
thuộc từ thứ ba. Chúng ta nghe đây. Khi lúc bây giờ Chúa chết rồi thì viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và chút hơi thở như vậy thì liền nói: đúng, người này là con Thiên Chúa. Anh chị em để ý, viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu như vậy. Viên sĩ quan là ai? Vì rằng là mượn tay ngoại xâm giết Chúa, nên ở dưới thập giá đó là lính tráng của người Roma. Nó giết xong nó phải báo cáo. Nó báo cáo cho Philato rằng nó giết rồi. Thế nhưng mà lạ cái là khi màn trong đền thờ xé ra chính giữa, và khi Chúa Giêsu tắt thở như vậy, thì kẻ mà nó đi thi hành án tử đó, thì nó nói câu này: quả thật người này là con Thiên Chúa. Ba thuộc từ. Người Do Thái nói: hoan hô con vua David, vạn tuế, Chúa tiến vào thành Jerusalem. Philato nói: ông là vua dân Do Thái không? Đúng. Và bây giờ khi chết trên thánh giá thì người này là con Thiên Chúa. Vậy hôm nay Chúa Nhật lễ lá, ba thuộc từ đó làm cho chúng ta hiểu gì? Trước hết, đấng chịu treo trên thánh giá kia, trên hết mọi sự, Ngài là con Thiên Chúa đó. Và chúng ta đang cúi đầu trước con Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta trên thập giá. Và là con Thiên Chúa này tiến vào thành Jerusalem để con người thấy rằng con Thiên Chúa đó, Đức Giêsu Kitô, là đấng khải hoàn vào thành Jerusalem để đem ơn cứu độ đến cho con người. Jerusalem chính là hình ảnh của chúng ta. Nên chúng ta hôm nay mừng lễ Chúa Nhật lễ lá, chúng ta cùng tiến vào thành Jerusalem để vạn tuế con Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Nhưng mà Ngài đấng cứu độ chúng ta là gì? Là vua, vua của tình yêu trao ban sự sống. Và tôi xin khép lại bài tin mừng này. Anh chị em nghe cái tên lính á, thì nó nói đây quả thật người này là con Thiên Chúa. Nhưng mà ở trên thánh giá đó, anh chị em nhìn cái chữ Inri. Xin anh chị em với cha giáo hôm nay tôi nhắc anh chị em đừng gọi là chữ Inri nhé. Từ nay chúng ta không gọi là Inri nữa. Chúng ta sẽ nói thế này, cái đây là ba. Thực ra đó là cái bảng nó không có phải bé bé bằng ngon con bằng cái găng tay của chúng ta đâu. Nó là một cái tấm bảng to, to thật là to đó. Giống như cái bảng tí nữa chúng ta sẽ xem đi bỏ phiếu đó. Giống như cái bảng viết bảng đó. Mà cái bảng viết bảng nó to như vậy, nó có ba hàng chữ. Hàng chữ ba bằng ba thứ tiếng: tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái và tiếng Latin. Cái bảng nó to như học trò á. Thì hàng thứ nhất là Do Thái, hàng thứ hai là Hy Lạp, hàng thứ ba là Latin. Thì cái chữ Inri kia là chữ Latin, tức là còn thiếu hai hàng nữa, hàng Do Thái và hàng Hy Lạp còn thiếu nữa. Mà cái chữ Latin đó, thì nó có bốn chứ, chứ không phải là chữ bốn, nó bốn chữ đâu phải bốn chữ cái như kia. Bốn chữ nó gồm có như thế này này: chữ Y đầu đó, Inri, Y đầu là gì? Y đầu là Jesus, N đó là Nazareus, R nó là Rex. Rex, anh chị em nhớ ngày trước ở cái Sài Gòn ở chợ Bến Thành chúng ta có một cái rạp, và rạp chiếu bóng Rex á. Rex là vua. Và chữ Y sau là Judaeorum, nghĩa là của người Do Thái. Thì bốn cái chữ này là bốn chữ đầu của nguyên chữ đầu. Tôi đọc đầy đủ nó là như thế này: Jesus, Nazareus, Rex, Judaeorum. Đó, nguyên si là như vậy đó, chứ không phải là Inri đâu. Inri chả có nghĩa gì cả, mà ba hàng chữ khác nhau, ba hàng chữ khác nhau, mà đó là một cái bảng to. Vì thế chúng ta nhìn lên trên thập giá đó, chúng ta sẽ nói này: Đức Giêsu người thành Nazareth, vua dân Do Thái. Và chúng ta nhìn lên Ngài, đó chính là con Thiên Chúa. Mà điều Philato hôm nói, ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúng ta hôm nay cùng nhau cử hành lễ lá của Chúa. Vạn tuế, Chúa đến cứu độ trần gian. Và xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn khám phá ra ở nơi thập giá của Chúa tình yêu của Thiên Chúa chào ban cho chúng ta. Và đó cũng chính là điều chúng ta khởi đầu bước vào tuần thánh này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng đức tin.